Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn cài đặt phần mềm 963 của hãng Trend. Đây là phần mềm dùng để thiết kế và quản lý giao diện trong tòa nhà của hệ HVAC hay còn gọi là hệ BMS. Đầu tiên các bạn click vào cái file cài đặt 963 version V3.73, chọn Setup. Chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, chọn Next. Chọn Next. Chọn Yes. Bạn điền tên công ty, số serial number. Đây là số series được bán kèm cái đĩa khi các bạn mua cái license của phần mềm 963. Đây là số series number. Các bạn điền số series number. Chọn Next. Chọn Next. Các bạn liền một cái password SQL. Chọn Next. Các bạn chờ cho nó cài đặt SQL Server 2012.
Tiếp theo các bạn chọn Finish để khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại máy tính, các bạn vào Start, mở phần mềm 963. Phần mềm 963 cho các bạn sử dụng miễn phí là 28 ngày. Các bạn chọn OK. Các bạn nhấn OK để tạo cái database. Chọn Yes. Các bạn chọn I know. Nó sẽ yêu cầu các bạn tạo một cái new user. Các bạn chọn OK. Các bạn điền password được tạo mới với cái user là System Administrator. Chọn OK. Chọn OK. Các bạn điền password cho new master user. Chọn OK. Chọn OK. Chọn OK. Phần mềm 963 version là V3.73. Các bạn click vào user để đăng nhập vào hệ thống. Điền username và password.
các bạn chọn Login. Đây là giao diện của phần mềm 963. Ok, video hướng dẫn cài đặt phần mềm 963 Trend của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.